Chào tất cả các em học sinh đến với khóa học online của trang 247.vn, khóa luyện thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia 2017. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta bài học đầu tiên có tên là tế bào và các cấp tổ chức sống. Thông thường thì khi các em luyện thi tốt nghiệp phổ thông cũng như đại học môn sinh, thầy thấy đa phần là các em không có để ý tới cái bài này. Tuy nhiên trong chương trình của thầy thì thầy bắt buộc phải đưa cái bài này vào. Thế tại sao? Bởi vì khi các em nắm vững được tế bào, nắm vững được các cấp tổ chức sống, biết được cái gì cấu tạo nên tế bào thì nó sẽ là tiền đề, là nền móng giúp cho các em học những cái bài sau chắc hơn, tốt hơn và nhớ kiến thức nó lâu hơn. Thế thì bài này sẽ có những cái nội dung gì đây? Nội dung đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn chúng ta đó là các cấp tổ chức sống. Một nhỏ. Các cấp tổ chức sống. Cái nội dung mà các cấp tổ chức sống thì các em đã học trong chương trình lớp 10. Ở đây thầy xin nhắc lại thôi. Thế thì có các cấp tổ chức sống sau. Đầu tiên là tế bào. Nhiều tế bào thì sẽ tập hợp tạo thành mô. Nhiều mô sẽ tập hợp tạo nên cơ quan. Và tất nhiên nhiều cơ quan thì người ta gọi là hệ cơ quan, và các hệ cơ quan tập hợp với nhau thì tạo nên cơ thể. Rồi thì quần thể. Lớn hơn quần thể là quần xã. Rồi thì hệ sinh thái, các hệ sinh thái, rồi sinh quyển. Ở đây thầy và chấm đấy. Ở đây thầy xin nói thêm, cái đơn vị mà cấu tạo nên tế bào thì đó là các cái bào quang. Vậy thì nhỏ hơn bào quang là gì? Đó là chúng ta nghiên cứu ở mức phân tử. Thậm chí nhỏ hơn ở mức phân tử đó là nguyên gì? Nguyên tử. Vâng, sẽ còn những cái nhỏ hơn nguyên tử nữa. Thì lấy ví dụ như các hạt cơ bản, neutron, proton và electron. Thế thì trong cái lĩnh vực sinh học của chúng ta đó thì chúng ta có thể là nghiên cứu từ những phân tử trở lên thôi. Đó, phân tử trở lên. Còn từ mức nguyên tử với phân tử đó, đó là lĩnh vực của hóa học. Đấy, chúng ta sẽ nghiên cứu từ phân tử cho tới cái sinh quyển này. Lớn hơn cái sinh quyển này sẽ là vũ trụ, thì cái này thuộc lĩnh vực của vật lý, chúng ta quan tâm làm gì cả. Thế trong hệ thống chương trình chúng ta thì phần sinh học tế bào ở đây và phân tử đó là thuộc cái chương trình lớp 10. Rồi mô, cơ quan, cơ thể, cái này chương trình lớp 11. Rồi từ quần thể tới đây là chương trình lớp 12. Đi kèm với những cái lý thuyết này sẽ có những cái phần bài tập liên quan. Thế thì ở đây thầy đang phân tích về các cấp tổ chức sống. Thế thì theo học thuyết tế bào đó, theo học thuyết tế bào thì tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống. Các tổ chức sống dù lớn hay nhỏ cũng được cấu tạo từ tế bào. Có thể những cái cơ thể được cấu tạo từ một tế bào mà cũng có cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào. Cái đơn vị cơ bản thứ hai đó là cơ thể. Người ta nghiên cứu sự sống ở mức cơ thể. Đó. Ở đơn vị nữa đó là quần thể. Quần xã. Đấy, thậm chí nghiên cứu cả hệ sinh thái nữa. Nên là cái chương trình 12 thì mình sẽ học. Thế thì tại sao thầy phải quan tâm tới cái tế bào này? Bởi vì nắm được cấu tạo tế bào, nó sẽ liên quan tới những cái mảng kiến thức như là vật chất di truyền ở các cấp, ví dụ cấp phân tử hay là cấp tế bào, các em sẽ học sau này. Đó, nhớ cho thầy được cái sơ đồ các cấp tổ chức sống. Bây giờ thầy sẽ phân tích sâu hơn về cái tế bào. Thì chúng ta thấy hai nhỏ. Cấu tạo tế bào. Cấu tạo tế bào.
Ở đây thầy xin nói ngắn gọn, khi nhắc tới tế bào thì nhớ thầy có hai loại. Một, thứ nhất là nhân sơ. Nhân sơ. Và tế bào thứ hai là tế bào nhân thực. Các em rất hay gặp cái cụm từ nhân sơ và nhân thực trong các cái phần lý thuyết sau này, như lý thuyết ADN chẳng hạn, như vật chất di truyền của nhân sơ, vật chất di truyền nhân thực, hay là tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực. À, các em rất hay gặp, nhưng mà có nhiều học sinh không có nắm cái bài số 1 này, cho nên những bài sau mình rất là mơ hồ. Thế thì khi nói về nhân sơ thì nhớ thầy, đại diện của nó là vi khuẩn. À, vi khuẩn. Thế còn nhân thực, nhân thực á, thì nó phân bố rộng hơn. Nhân thực thì có thể là của cái giới này này, giới nguyên sinh, thuộc cái giới nấm, hoặc là giới thực vật. Thực vật. Rồi, giới động vật. Nhân thực thì rất là rộng, gồm có giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật. Nguyên sinh thì ở trong này mình thầy kể ra, ví dụ như là nguyên sinh động vật. Nguyên sinh động vật. Ví dụ như trùng roi chẳng hạn, rồi tảo. Và lớp 10 cũng em cùng các em học cũng đã biết rồi, trong cái giới nguyên sinh này thì còn một cái lớp nấm nữa. Nấm này là nấm nhầy. Hai cái nấm này khác nhau, phải không? Lớp này thuộc giới nguyên sinh, nhưng cái giới nấm này thì cũng là nhân thực nhưng mà thuộc cái giới khác. Đấy. Thế thì trong cái nội dung của bài này thầy chỉ lấy cái đại diện. Thứ nhất, đại diện của nhân sơ là vi khuẩn. Đại diện của nhân thực là lấy đối tượng thực vật và động vật để thầy phân tích cái tế bào ra. Nên chúng ta thấy nó giống và khác nhau ở điểm nào thôi, để sau này mình học cho nó dễ. Bây giờ thầy sẽ vẽ cái cấu tạo vi khuẩn, vẽ cấu tạo tế bào thực vật, vẽ cấu tạo động vật để mình thấy cái sự khác biệt của hai cái nhóm tế bào này. Rồi, đầu tiên thầy có nhân sơ. Nhân sơ. Nhân sơ thì nhắc lại đối tượng điển hình đó là vi khuẩn. Thế con vi khuẩn như thế nào? Ở đây thầy lấy điển hình ví dụ con vi khuẩn E. coli. Con vi khuẩn E. coli. Vi khuẩn E. coli nó có hình dạng như sau. Rồi, một cái con vi khuẩn nhân sơ, một cái con nhân sơ điển hình đó, thì nó cấu tạo gồm có 3 phần. Nhớ thầy, gồm 3 phần cấu tạo chung này. Cái lớp màu trắng này thầy gọi là màng sinh chất. Màng sinh chất. Đây, cái tắt màng sinh chất. Rồi cái phần bên trong này, đây toàn bộ bên trong này. Đấy, nằm bên trong cái màng sinh chất này người ta gọi là tế bào chất. Tế bào chất. Và cái vùng nằm giữa tế bào chất này đó thì người ta gọi là vùng nhân. Vùng nhân. Đấy, một con nhân sơ điển hình thì cấu tạo chung gồm có 3 bộ phận như vậy: màng sinh chất, tế bào chất và nhân. Tuy nhiên, ở một số đối tượng khác thì nó còn có thêm những cái thành phần cấu tạo khác. Ví dụ như, một số con thì nó có thêm cái thành tế bào bao bên ngoài. Bao bên ngoài mang tên là cái thành tế bào. Để quy định cái hình dạng. Rồi đó. Chưa hết, một số con khác lại có thêm cái lớp vỏ nhầy bao bên ngoài cái thành tế bào này nữa. Ngoài là vỏ nhầy màu đỏ này. Đấy, nó có lớp vỏ nhầy bên ngoài để giúp cho những cái con nhân sơ này có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển tốt trong các cái môi trường khác nhau. Đấy, nhớ chỗ này là vỏ nhầy. Đấy, còn cái lớp màu vàng là thành tế bào. À,
Lớp màu trắng trong cùng là mạng sinh chất thì mình không nói nữa. Cái này là cái roi. Đó, roi. Ngoài ra, ở trên bao phủ bề mặt của nó còn có những cái lông. Như vậy, những bộ phận này giúp cho những con nhân sơ hay con vi khuẩn có thể tồn tại và phát triển trong các cái môi trường khác nhau. Thế thì đây là cấu tạo chung của con nhân sơ. Thì trong cái bộ phần cấu tạo này đó, thầy chỉ nhấn mạnh một cái phần, đó là cái vùng nhân. Nhấn mạnh tới vùng nhân bởi vì chúng ta đang học về cái chuyên đề di truyền. Và chỉ có vùng nhân, tức là cái vùng mà có chứa cái vật chất di truyền, thì liên quan tới phần mình đang nghiên cứu thôi. Cho nên thầy nhấn mạnh cái vùng nhân này. Thế thì ở đây thầy nói về vùng nhân chút xíu. Vùng nhân. Thì các em nhớ cho thầy cái vùng nhân của con sinh vật nhân vi sinh vật, cái đối tượng nhân sơ đó, là nó có dạng. Có dạng ADN trần, ADN trần, mặt kép, dạng vòng. Đấy. Thì các em nhớ cái vùng nhân, tức là cái vùng vật chất di truyền của nó đó, không có cái màng bao bọc. Đấy. Cho nên nhìn rất là sơ sài, cho nên gọi những cái đối tượng này là sinh vật nhân sơ. Đấy, sinh vật nhân sơ. Thì nhớ cái vật chất di truyền của nó là có dạng ADN trần, mặt kép và dạng vòng. Để sau này học qua cái phần mình nhân đôi ADN thì mình còn nhớ tới vật chất di truyền của sinh vật nhân sơ là cái loại ADN mặt kép và dạng vòng. Nhớ như thế, quan tâm tới cái vùng nhân như thế. Thì đây là con nhân sơ. Bây giờ mình sẽ đi vẽ cái tế bào đại diện của nhân thực, đó là thực vật và động vật, để mình phân tích cho nó khác cái nhân sơ ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta qua nhân thực. Nhân thực đây. Thế thì đối với nhân thực thì vẽ thực vật trước. Tế bào thực vật thì nó vuông vức hơn tế bào động vật. Vẽ như thế này. Đó. Còn tế bào động vật, cái hình dạng nó không có cố định, linh động hơn. Đấy, có thể như thế. Thế thì cái lớp bao ngoài cùng cái lớp màu trắng này nè, của cả tế bào động vật và thực vật, cái lớp này thì gọi chung là màng sinh chất. Màng sinh chất. Và tất nhiên màng sinh chất thì ở cái con nhân sơ cũng có lớp màu trắng đó. Đây, màng sinh chất đây. Khác với động vật, ở thực vật này á, nó còn có một cái lớp bao bên ngoài cái màng sinh chất này. Thì vẽ cái lớp màu vàng đây. Đấy. Tế bào thực vật nào cũng có lớp màu vàng này cả. Lớp màu vàng này người ta gọi là thần tế bào. Thần tế bào. Thành tế bào này có bản chất là cellulose rất là vững chắc, giúp ổn định cái hình dạng của tế bào thực vật. Đấy. Thì cũng như nhân sơ, ở đây thầy nói một số cái đặc điểm cơ bản của hai loại tế bào này. Tất nhiên khi tham gia cấu tạo tế bào thì phải có các cái bào quan ở bên cái sơ đồ mà tổ chức sống mình đã coi rồi. Nhân sơ hay nhân thực đều có một cái bào quan rất quan trọng. Thầy gọi đây là nhân. Đó. Đây là nhân. Ngoài nhân ra thì thực vật và động vật đa phần đều có các bào quan giống nhau, như là ribosome, như Golgi, như là lưới nội chất, có hạt không hạt, vân vân. Tuy nhiên ở thực vật thì có những bào quan khác, ví dụ như có bào quan này. Ở thực vật thì có thêm cái bào quan này, bên trong là chứa rất nhiều nước. Cái này người ta gọi là không bào. Động vật thì không có không bào, đúng không? Đa phần là không không bào. Ngoài ra còn có một cái bào quan nữa mà động vật không có. Cái này, cái này người ta gọi là lục lạc. Tất nhiên ở động vật cũng không có. Đấy. Tuy nhiên nói gì thì nói thì mình cũng chỉ quan tâm tới cái vùng nhân mà thôi. Bởi vì mình đang nói về cái vật chất di truyền, tức là nói về cái phần di truyền. Thế thì khi phân tích cái nhân của tế bào động vật và thực vật, người ta thấy ở trong nhân của tế bào động vật và thực vật thì được cấu tạo như sau. Bây giờ phóng to cái nhân ra. Nhân ra. Đây. Đây. Bộ xẻ bên trong. Đây là cái bao bao bên ngoài này. Đây bên trong. Thế bên trong này các em thấy nó có, bên trong nhân người ta gọi là dịch nhân.
cái dịch nhân này thì được cấu tạo bằng cái nhiễm sắc thể. Dịch nhân này thì có thành phần chính là nhiễm sắc thể. Và phân tích nhiễm sắc thể này thì người ta thấy nó được cấu tạo từ ADN dạng mạch kép, dạng sợi xoắn mạch kép và protein. Đấy là phần dịch nhân. Và khi phân tích cái vật chất di truyền á thì người ta quan tâm tới cái nhiễm sắc thể và quan tâm tới cái ADN này. Như vậy khác với cái vật chất di truyền ở cái con nhân sơ là chưa có màng nhân bao bọc, đang ở dạng trần, mạch kép và vòng, thì cái vật chất di truyền của tế bào nhân thực là các cái sợi nhiễm sắc thể, các cấu trúc nhiễm sắc thể. Và phân tích sâu hơn cái nhiễm sắc thể này thì người ta thấy nhiễm sắc thể cấu tạo từ ADN và protein. Và cái ADN này cũng khác cái ADN của nhân sơ, ở chỗ ADN của thằng nhân thực là ở dạng chuỗi xoắn kép. Đấy, chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn quấn song song nhau quanh một trục. Đây là một cái điểm khác biệt cơ bản nha. Khi nắm được cái này rồi thì hôm sau học qua những cái phần tiếp theo của chuyên đề 1 đó, mình sẽ hiểu rất là sâu và phân tích rất là kỹ. Này, như vậy đây kết luận cho thầy. Nhân của tế bào nhân thực thì nó chứa dịch nhân có thành phần chủ yếu là nhiễm sắc thể, là các cấu trúc nhiễm sắc thể. Và phân tích nhiễm sắc thể này ra thì người thấy nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ADN mạch kép, ADN mạch kép gồm hai chuỗi quấn song song và protein. Đấy, những thằng này đều nằm trong dịch nhân và bao quanh cái dịch nhân là ở bên ngoài là màng nhân. Hai cái khác nhau rõ ràng. Đấy. Như vậy vật chất di truyền của tế bào nhân thực rất khác so với vật chất di truyền của tế bào nhân sơ. Đấy, khác là nhân sơ chưa có màng bao bọc, nhân sơ ADN ở dạng mạch kép vòng. Nhân thực có màng nhân bao bọc, bên trong có dịch nhân cấu tạo chủ yếu là nhiễm sắc thể cấu tạo từ ADN mạch kép gồm hai sợi quấn song song và protein. Như vậy chúng ta đã kết thúc cái nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu về cái cấu tạo tế bào. Thầy đã hướng dẫn chúng ta phân biệt được nhân sơ với nhân thực. Thì chúng ta qua một cái nội dung cuối cùng của cái bài ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về cái vật chất di truyền ở cấp phân tử và vật chất di truyền cấp tế bào là gì. Rồi nội dung thứ ba, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phân biệt về cái vật chất di truyền các cấp là cấp phân tử và cấp tế bào. Nhắc lại, vật chất di truyền cấp phân tử và cấp tế bào. Để phát triển nhanh. Chúng ta đang học cái chuyên đề 1 tức là di truyền ở cấp phân tử. Chuyên đề 2 sẽ là di truyền cấp tế bào. Ở đây thầy nói trước thì mình biết. Khi nói tới cái cấp phân tử, tức là chúng ta đi nghiên cứu về các cái cấu trúc, đúng không? Nghiên cứu về các cấu trúc của các cái đại phân tử, ví dụ như là ADN, rồi thì ARN, thì ra đây là những cái axit thôi, rồi protein, đấy, đây là những cái cấu trúc. Thì khi nghiên cứu về cấu trúc chức năng ADN, nghiên cứu cấu trúc ARN, nghiên cứu về protein, thì chúng ta nghiên cứu di truyền ở cái phân tử. Vậy ADN nó thực hiện được chức năng sinh học gì? ARN thực hiện chức năng sinh học gì và protein có vai trò gì? Nghiên cứu của phân tử. Còn khi thầy nói đi nghiên cứu ở cấp tế bào, là người ta đang đi nghiên cứu cái nhiễm sắc thể, nghiên cứu coi nhiễm sắc thể có cấu trúc như thế nào, thực hiện được chức năng gì. Thì qua cái phần chuyên đề này chúng ta sẽ được biết nhiễm sắc thể là ở cấp tế bào, ADN, ARN, protein là phân tử. Đó, thầy nói thêm về cái vật chất di truyền ở các cái cấp để chúng ta để hình dung hơn các nội dung mình đã học. Như vậy thầy mới kết thúc chúng ta xong bài đầu tiên, bài số 1, tế bào và các cấp tổ chức sống. Đó. Hy vọng học qua bài này các em phân biệt được tế bào nhân sơ,
tế bào nhân thực khác nhau chỗ nào, phân biệt được cái vật chất di truyền của hai cái loại tế bào này để làm tiền đề cho các bài sau học tốt hơn. Hẹn gặp lại các em trong những cái bài sau. Chúc các em học tốt.